Người đứng đầu sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến OKX, Stasu, đã chính thức lên tiếng bác bỏ cáo buộc bị điều tra ở Mỹ. Hơn 106 triệu đô la token sẽ được mở khóa và đưa vào lưu thông vào tuần tới. Khép lại cuộc thi Bitcommerce Hackathon 2024, Bicoteam đã có màn công bố hai dự án giành chiến thắng cùng với hai đề cử danh dự. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Gần đây, cộng đồng Trung Quốc đã xôn xao với loạt tin đồn cho rằng Stasu, người sáng lập sàn giao dịch OKX, đang bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra. Tin tức này đã xuất hiện ngay sau những tin đồn tương tự lan truyền sau vụ truy tố hình sự Chan Penzao, cựu giám đốc điều hành của Binance. Trong một bài đăng mới nhất trên kênh X của mình, Stasu đã lên tiếng bác bỏ những tuyên bố này. Theo đó, Stasu nhấn mạnh tiềm lực và sự minh bạch của OKX, đồng thời khẳng định những cáo buộc kia là vô căn cứ. Ông cho rằng đó có thể là một động thái chiến lược của các đối thủ cạnh tranh hoặc những kẻ xấu nhằm thao túng giá thị trường của token gốc OKP của OKX. Tuy nhiên, cách đây gần 4 năm, Stasu cũng đã từng bị chính quyền Trung Quốc giam giữ hơn 2 tuần, tạo ra cuộc khủng hoảng không thể rút tiền trên sàn OKX do Stasu nắm giữ Revit K, ví lạnh của sàn. Sau sự việc, OKX đã bị rất nhiều người dùng rời bỏ do mất niềm tin. Stasu sau đó đã lên tiếng giải thích bị bắt nhầm do công an Trung Quốc nghi ngờ liên quan tới vụ rửa tiền của một công ty mà ông đã mua lại ở Hồng Kông. Tuần tới được cho là sẽ chứng kiến khoảng 106 triệu đô la các token được mở khóa. Đây thường là chất xúc tác gây giảm giá vì các trader có xu hướng bán tháo. Sự việc mở khóa thường cho phép một lượng lớn token được đưa ra lưu thông ngay sau một khoảng thời gian nhất định, thường là sau một khoảng thời gian định trước như 6 tháng cho tới 1 năm. Dẫn đầu danh sách là hệ sinh thái Jaguar Games sẽ mở khóa 16,69 triệu token YZZ vào ngày 27 tháng 3, trị giá khoảng 13,55 triệu đô la, theo tỷ giá hiện tại. Vào ngày 28 tháng 3, SingularityNet sẽ mở khóa 8,84 triệu token AZIC, trị giá 9,18 triệu đô la, được phân bổ cho tiện ích AZIC ADI. Sự kiện mở khóa token lớn nhất vào tuần tới sẽ diễn ra trên mạng Layer 2 Optimism vào ngày 29 tháng 3, giải phóng 24,16 triệu token OP, trị giá 82,62 triệu đô la. Token sẽ được phân bổ cho những người đóng góp và nhà đầu tư cốt lõi. Trong bối cảnh giá trị đồng nội tệ Peso Argentina, viết tắt là AAS, đang bị sụt giảm nghiêm trọng, người dân Argentina đang nỗ lực tìm cách bảo toàn khoản tiết kiệm của họ thông qua việc chuyển hướng sang các loại tài sản như Bitcoin. Nhu cầu Bitcoin tại quốc gia Nam Mỹ này đã tăng lên mức cao nhất trong 20 tháng, với gần 35.000 khách hàng của sàn ClimateCash đã mua BTC trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 3, cao gấp đôi mức trung bình hàng tuần so với năm 2023. Yếu tố chính làm tăng nhu cầu là sự sụt giảm giá trị liên tục của đồng nội tệ. Trong 12 tháng qua, giá trị của AAS đã giảm mạnh 4 lần so với đồng đô la Mỹ, từ 0,0049 đô la vào tháng 3 năm 2023 xuống còn 0,0012 đô la tại thời điểm hiện tại. Ngoài Lehman, các sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác ở Argentina như Ripple và Belo cũng đã báo cáo xu hướng tương tự. Chính phủ nước này gần đây cũng đã bắt đầu mở cửa cho tiền điện tử khi ban hành nghị định nhằm cải cách kinh tế và bãi bỏ quy định sẽ cho phép sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong nước theo một số điều kiện nhất định. Khép lại cuộc thi Bitcommerce Hackathon 2024, Bicoteam đã có màn công bố hai dự án giành chiến thắng cùng với hai đề cử danh dự. Theo cập nhật mới nhất, hai dự án chiến thắng Bitcommerce Hackathon là MapUp và Pinoc đã chính thức được xuất hiện trên màn hình chính API. Được ra mắt vào tháng 12 năm ngoái, Bitcommerce Hackathon nhắm mục tiêu hỗ trợ phát triển ứng dụng thương mại kết nối các doanh nghiệp Bi địa phương với Pioneer. Để hỗ trợ Hackathon này, Bicoteam đã phát triển một nguyên mẫu cho ứng dụng và các nhà phát triển có thể xây dựng dựa trên đó. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Bicoteam, hai dự án MapUp và Pinoc đã là những nền tảng được thiết kế để phục vụ nhu cầu của Pioneer và người bán trong cộng đồng Pi. Các ứng dụng này tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám phá các doanh nghiệp lân cận chấp nhận Pi và cung cấp cho người bán mặt tiền cửa hàng thân thiện với người dùng, hợp lý quá việc áp dụng Pi làm hình thức thanh toán. Ngoài công bố hai dự án chiến thắng, Bicoteam cũng đã có những lời khen cho hai đề cử danh dự là Isigus và City4Bee với những nỗ lực và đóng góp của họ trong cuộc thi. Trong một tuyên bố gần đây, gã khổng lồ BlackRock cho rằng
Bitcoin sẽ trở thành một phần không thể thiếu của hệ thống tài chính trong thập kỷ tới. Chia sẻ trong một buổi phỏng vấn, trưởng bộ phận tài sản kỹ thuật số của BlackRock, Robert Mitnick đã cho biết công ty họ đang chờ sự kết hợp giữa hệ thống cũ với công nghệ mới nhằm tạo ra một hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính hoàn toàn mới. Mitnick cũng tiết lộ rằng khách hàng của công ty hiện chỉ có mối quan tâm nhất định đến Bitcoin và Ethereum. Trong đó, Bitcoin hoàn toàn là ưu tiên số 1, còn Ethereum được chú ý một chút, trong khi các loại tiền điện tử khác gần như không được quan tâm. Bất chấp sự kỳ vọng của cộng đồng tiền điện tử rộng lớn, Mitnick một lần nữa đã nhắc lại định hướng không tập trung vào các tài sản kỹ thuật số khác của công ty. Quỹ Bitcoin Spot ETF của BlackRock hiện đang tự hào với 15,85 tỷ đô la tài sản được quản lý sau khi được ra mắt vào tháng 1. Mới đây, công ty này cũng đã triển khai thêm một quỹ tài sản token hóa trị giá 100 triệu đô la trên blockchain Ethereum. Thị trường tiền điện tử chiều nay tiếp tục chứng kiến sự điều chỉnh. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18:30 là 2,582 nghìn tỷ đô la, giảm 0,4% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 64.547 đô la, giảm 0,2% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 3.361 đô la, mất 2% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 555 đô la. CryptoLeftVN xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.